Vâng, xin chào tất cả các thầy các cô và các anh các chị. Trong một cái buổi hôm nay chúng ta đang có mưa, thế nhưng ở trong hội trường của chúng ta thì gần như là đã đầy hết tất cả các chỗ, và tôi lại sợ rằng là chúng ta lại phải có các bạn đứng. Thế do vậy thì đề nghị các bạn xem xét tất cả những cái ô trống để chúng ta ngồi. Thế và hiện tại thì tại các điểm cầu chúng ta đã có đến 560 điểm cầu tham gia vào trong cái chương trình này. Thế và đúng, thực sự đây là một chủ đề thì cũng rất là, có thể gọi là rất là hot. Đấy, và với chủ đề này ngày hôm nay là chúng ta tập trung vào cái con virus hợp bào hô hấp. Đây là một cái loại virus mà chúng ta thấy rằng là nó tác động đến mọi lứa tuổi, nhưng mà cái đặc biệt nặng và đặc biệt dễ mắc là cái nhóm tuổi trẻ sơ sinh. Thế và với trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai cái bài báo cáo khoa học. Cái thứ nhất là cái virus hợp bào hô hấp, tác nhân gây bệnh có những điểm khác biệt, do tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc, trưởng khoa vi sinh của Bệnh viện Trung ương trình bày. Tiến sĩ Ngọc là cái chuyên gia về vi sinh, cũng có thể gọi là hàng đầu trong cái lĩnh vực về vi sinh tại Việt Nam hiện nay. Và tiến sĩ Ngọc thì cũng có rất nhiều những cái nghiên cứu cũng như là các bài báo cáo và những cái bài giảng. Thế và trong buổi ngày hôm nay thì hy vọng rằng tiến sĩ Ngọc sẽ đem cho chúng ta những cái kiến thức bổ ích có giá trị về cái virus hợp bào hô hấp này. Vấn đề người thứ hai phát biểu trong buổi sẽ cùng thảo luận với các bạn trong ngày hôm nay, đó là phó sư tiến sĩ Trần Thanh Tú, là giám đốc trung tâm quốc tế của Bệnh viện Trung ương, sẽ cùng với các bạn một cái chủ đề là cập nhật chẩn đoán điều trị và dự phòng nhiễm virus hợp bào hô hấp. Thì phó sư Tú cũng có một cái quá trình hơn 30 năm nay làm trong các lĩnh vực về nhi khoa. Nếu mà trong đó thì với các virus hợp bào hô hấp thì luôn luôn là một trong những cái virus mà phó sư Tú sẽ đưa ra được những cái nhìn nhận về cái bệnh học như thế nào, rồi những cái triệu chứng lâm sàng và cái cách thức xử lý tùy theo từng tình trạng như thế nào, và nếu mà chỉ có đơn độc hoặc là có cái kết hợp cùng bộ nhiễm thì chúng ta phải làm những cái gì. Thế trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có hai cái bài này. Thế và trong buổi hội thảo này thì có cái sự hỗ trợ của công ty Abbott, nhãn hàng xét nghiệm nhanh. Thế và với các bạn sẽ ngồi, bây giờ là 11 giờ kém 10, và mỗi một cái bài giảng thì các báo cáo viên sẽ cố gắng trong cái khoảng thời lượng đã được quy định của mình. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần là cái phần hỏi đáp đấy, để các bạn có thể đưa ra những ý kiến. Chúng ta cũng sẽ ưu tiên cho cả những các anh các chị mà đang ở online ở các điểm cầu cũng như các bạn ở trong hội trường ngày hôm nay. Thế mở đầu chương trình thì tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc sẽ trình bày cái chủ đề về virus hợp bào hô hấp, tác nhân gây bệnh có những điểm khác biệt. Xin mời tiến sĩ Hoàng Thị Bích Ngọc. Vâng, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điểm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý đồng nghiệp. Hôm nay thì tôi xin trình bày một cái chủ đề là virus hợp bào hô hấp là một trong những cái tác nhân mà gây nhiễm trùng đường hô hấp. Và virus hợp bào để gây bệnh đường hô hấp có những điểm gì khác biệt, thì trong phần trình bày ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi những cái thông tin đến quý đồng nghiệp. Như chúng ta đã biết thì đường hô hấp hiện nay của chúng ta thì chia là một cái đường mà đường mở. Và đường mở này, chính vì vậy chúng ta thực hiện được quá trình trao đổi khí, nhưng tuy nhiên là cái đường mở lên tác nhân gây bệnh nó rất dễ dàng xâm nhập vào. Và thứ hai thì tác nhân gây bệnh của chúng ta nó cũng rất đa dạng, bao gồm có thể virus và vi khuẩn, và bây giờ chúng ta cũng phát hiện cả vi nấm. Và đây là một nghiên cứu công bố vào năm 2021 để xem mà cái phân bố tác nhân gây bệnh đường hô hấp như thế nào ở trẻ em. Thì người ta thấy rằng ở trên cái đường ở đây có bốn màu. Thứ nhất là màu xanh lá cây biểu thị của một cái tỷ lệ nhiễm virus, màu vàng biểu thị tỷ lệ nhiễm vi khuẩn. Thì chúng ta thấy rằng khi mà trẻ ngày càng lớn lên thì tỷ lệ nhiễm virus chỉ càng giảm đi, và vi khuẩn lúc đấy thì càng tỷ lệ càng cao hơn. Và vậy thì căn nguyên với những cái nhiễm virus và vi khuẩn đấy thì ở trẻ em được phân bố như thế nào? Đây là một nghiên cứu hơn 4.000 trẻ tại Trung Quốc. Người ta thấy rằng thì tỷ lệ nhiễm của các virus chỉ tầm khoảng trên 50%, nhưng trong đó thì virus RSV nó chiếm tỷ lệ cao nhất và trên 30%. Điều đó cho thấy rằng RSV đóng vai trò rất là quan trọng trong gây bệnh tác nhân nhiễm trùng đường hô hấp. Vậy thì RSV hay virus hợp bào hô hấp có cái đặc điểm gì và như thế nào? Thì chúng ta cũng biết là lần đầu tiên người ta phân lập vào năm 1956 từ một cái tinh tinh bị bệnh nhiễm trùng hô hấp, và sau đó thì bắt đầu năm 1957 người ta phân lập được ở trẻ em có nhiễm trùng cái viêm phế quản nặng. Và từ đó đến nay thì có rất nhiều cái công trình người ta nghiên cứu về virus hợp bào hô hấp, và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng có đánh giá một cái gánh nặng về bệnh tật với virus RSV.
Và virus RSV này thuộc họ Paramyxoviridae, thì chúng ta cũng thấy trong cái họ này ngoài cái virus hợp bào hấp còn một cái virus chúng ta cũng thường gặp đó là virus sởi. Mặc dù là hai virus này cùng họ, tuy nhiên thì cùng cái cấu trúc có cái gì đó giống nhau nhưng cái gây bệnh khác nhau và ngay cả miễn dịch khác nhau. Và cái kích thước của virus này rất nhỏ, đường kính thì khoảng độ 150 nanomet. Thì trên cái hình chúng ta cũng thấy ở đây nếu những virus gây bệnh theo đường hấp, tác nhân gây bệnh theo đường hấp thì chúng ta có thể là gây theo kiểu là hạt aerosol, có nghĩa là cái hạt lơ lửng trong không khí và hầu như rất khó để rơi xuống. Và thứ hai, kích thước nó lớn hơn chúng ta gọi là droplet, hay là có thể là trọng lượng nhất định thì dần dần nó sẽ rơi xuống. Thế thì với kích thước 150 nanomet như thế này thì hầu hết chúng ta thấy RSV nó tồn tại trong không khí một thời gian khá là dài. Chính vì vậy tại sao trong ở trong bệnh viện người ta lại quan tâm đến tác nhân này là tác nhân nhiễm trùng bệnh viện, nhất là trong cái điều kiện mà phòng kín và sự luân chuyển không khí không nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái virus này nó có vỏ, chính vì vậy mà khi ra ngoài điều kiện môi trường nó tồn tại khá lâu. Người ta đã chứng minh rằng nó tồn tại ở trên tay của chúng ta mặc dù là có các enzyme nhưng cũng có thể tồn tại tới 30 phút, và trên bề mặt của cái dụng cụ mà các bác sĩ hay sử dụng của chúng ta thì cũng có thể tồn tại đến 6 giờ. Điều đấy cũng cảnh báo rằng trong quá trình thăm khám của bệnh nhân chúng ta cũng phải lưu ý về cái tác nhân này. Và thứ hai nữa là ở cái vỏ ngoài của virus có cấu trúc là lipid, vì vậy lipid thì lại có rất dễ dàng bị bất hoạt bởi cồn. Đây là một cái yếu tố may mắn, nó cũng giống như SARS-CoV-2 bởi cồn, vì vậy chúng ta có thể sử dụng cồn từ nồng độ 70% trở lên có thể diệt được cái virus này. Vậy thì RSV có cấu trúc như thế nào? Chúng ta cũng biết là ở trên slide, ở trên màn hình các bạn cũng thấy là có một cái hình vòng tròn đồng tâm ở bên trong, đó chính là cái nucleoprotein của virus. Cái cấu trúc này có tác dụng là làm cho virus có một cái hình thể cố định. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy virus RSV là có thể đây ở đó có thể hình cầu, có thể hình sợi, thì cái cấu trúc này đó tạo lên cho virus cái hình ảnh vỏ, và đấy cũng là một trong những đặc điểm để chứng minh đây là virus RSV hay không. Thứ hai là bộ gen trong của virus này là ARN, thì với cấu trúc của virus có thể là ADN có thể là ARN, thì đây cấu trúc là ARN nhưng có một cái đặc điểm là không phân đoạn. Nếu các bạn đã từng đến cúm, cúm chúng ta ví dụ cúm A, trong ARN có tới 8 phân đoạn, vì vậy virus cúm nó rất hay 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 gây nên đột biến, hay gây thay đổi kháng nguyên. Nhưng với RSV thì mặc dù một đoạn thì có thay đổi về kháng nguyên nhưng cái tỷ lệ thay đổi kháng nguyên nó không nhiều như cúm. Và cái thứ hai nữa, trên cái phần gen của nó có 10 gen nhưng phụ trách với 11 protein, và 11 protein này thì trong đó có 9 protein vào cái cấu trúc của virus và hai protein không cấu trúc của virus. Vậy thì hai protein không cấu trúc để làm gì? Để ức chế cái quá trình miễn dịch của tế bào con người và sau đó nó xâm nhập vào, cho virus xâm nhập vào. Còn lại 9 protein còn lại là cho quá trình virus bám, cho quá trình xâm nhập, quá trình virus nhân lên. Vậy thì trong quá trình xâm nhập với cái gì là quan trọng, tới có 11 protein như thế thì người ta thấy rằng có hai protein cực kỳ quan trọng đóng vai trò chủ yếu. Virus muốn gây bệnh được, virus phải bám vào trong cái tế bào biểu mô, thì đấy cái vai trò quan trọng của protein G. Và thứ hai là khi bám vào rồi thì nó phải xuyên thủng cái tế bào biểu mô của đường hô hấp, chính là cái kháng nguyên, ở đây là Fuchsin protein hay chúng ta còn gọi là kháng nguyên F. Hai kháng nguyên này đóng vai trò quan trọng nhất, nhưng mà sự thay đổi thì hay xảy ra ở kháng nguyên G. Chính vì vậy dựa vào kháng nguyên G người ta mới phân RSV ra làm hai loại, đó là RSVA và RSVB. Và trong cái RSV này thì người ta thấy rằng, đây một nghiên cứu người ta thấy rằng RSVA và B phân bố trên toàn cầu, trong đó có sự góp mặt của Việt Nam của chúng ta cũng có RSVA và RSVB. Vậy thì cơ chế gây bệnh của RSV là như thế nào? Chúng ta cũng biết là hai cái yếu tố quyết định để một cái virus hay một tác nhân bất kỳ gây bệnh được, đó là phải có receptor phù hợp với nó. Ví dụ rotavirus phải có receptor là tế bào biểu mô đường tiêu hóa, thì ở đây RSV thì cái receptor phù hợp là ở biểu mô đường hô hấp. Và thứ hai là phải có sự tương tác với yếu tố vật chủ, có nghĩa là cái virus đó phải thắng được cái yếu tố vật chủ thì nó mới gây bệnh được. Ở đây cái receptor của virus rất là nhiều, trên slide các anh chị các quý vị cũng nhìn thấy. Tuy nhiên người ta thấy rằng ở trong cái biểu mô đường, ở trong biểu mô phế quản thì cái RSV nó đầy đủ và nó đa dạng. Chính vì vậy tại sao thì RSV nó hay có điểm đích là cái các phế quản. Đây một cái nhuộm để biết rằng là tế bào những cái virus RSV nó có tập trung ở tế bào biểu mô phế quản rất là nhiều. Thứ hai nữa là các yếu tố vật chủ thì sao? Tất cả các vi sinh vật khi vào cơ thể đều bị cái quá trình mà cơ thể muốn đào thải nó ra. Ví dụ như virus đường hô hấp gây ở đường hô hấp thì chúng ta cũng biết là ở đó có những cái chất tiết ở đường hô hấp để quyện cái virus vào và có tế bào lông chuyển chuyển một chiều từ trong trong phổi để đi ra. Nhưng tuy nhiên nó thắng được cái sức cản đấy thì còn phải gặp những cái yếu tố miễn dịch khác. Thì trên bảng là những cái yếu tố miễn dịch mà cơ thể sẽ tiết ra để ức chế quá trình nhân lên của virus.
Thế thì tuy nhiên thì nếu mà tác nhân gây bệnh được thì nó thắng một loạt các yếu tố vật chủ đấy, và đồng thời trong quá trình xâm nhập thì liên tục nó có những cái hình thái biến đổi để nó trốn tránh quá trình đáp ứng biến dịch. Vậy thì quá trình trốn tránh nữa là gì? Thứ nhất là chúng ta cũng biết nó sử dụng protein của chính tế bào biểu mô. Thế thì sau khi virus mới xâm nhập và bám vào trong tế bào biểu mô, xâm nhập trong tế bào biểu mô và nó yêu cầu cái tế bào biểu mô của chúng ta tổng hợp vật liệu di truyền cho virus này và sau đó nó thoát ra ngoài. Nhưng mà nó thoát ra ngoài thì nó lấy chính cái vỏ của virus, chính là cái cấu trúc protein mà tế bào của chúng ta phải sản xuất ra. Chính vì tế bào của chúng ta nó giống tế bào biểu mô nên chính vì vậy mà đáp ứng miễn dịch với RSV không mạnh bằng những cái virus không có cấu trúc tế bào. Ví dụ adenovirus là không có cấu trúc tế bào. Vì vậy khi nó thoát ra tế bào thì đáp ứng với adenovirus nó sẽ mạnh hơn RSV, bởi vì RSV có vỏ, ở đây là mượn vỏ của tế bào của cơ thể người. Và thứ hai nữa là virus là lây truyền từ cái tế bào bị nhiễm sang tế bào khác bằng các hình thức khác thường. Thứ nhất là bằng hình thức nảy chồi ở cái hình A, thì chúng ta cũng biết ví dụ cái hình thức nảy chồi theo kiểu A thì virus cúm nó cũng có, virus sởi cũng có, vân vân. Sau khi virus nhân lên hàng hàng ngàn cái virus ở trong tế bào, nó đã phá vỡ luôn tế bào, nó đi ra ngoài cái hình thức này, nó nảy chồi. Nhưng ở cái hình B chúng ta cũng biết là một cái tế bào có tới ba nhân, nghĩa là có sự hợp nhất của ba cái tế bào tạo thành một cái tế bào lớn, và virus hợp bào có khả năng làm được này, nó tiêu tế bào, tiêu màng tế bào để hợp nhất các tế bào. Vì vậy nó lại nhảy sang một cái tế bào lành và nó không hề thoát ra khỏi tế bào. Vì vậy nếu chúng ta có kháng thể cũng không làm được gì trong lúc này, nó trốn tránh miễn dịch. Và cái hình thức hợp bào này thì chính tạo cho virus cái tên là virus hợp bào là vậy. Cái thứ ba là hình thành cầu nối. Ví dụ ở hình C, hình D, các quý vị cũng thấy là nó có một tác dụng là kéo hai tế bào mặc dù là ở xa nhau, có một cái hóa hóa ứng động và các tế bào sát nhau tạo thành cầu nối, và virus cũng từ tế bào này chuyển sang tế bào khác mà không hề phải thoát ra ngoài. Chính vì cái quá trình đó chúng ta cũng thấy nó tránh được rào cản quá trình hô hấp, rất là khó khăn cho vấn đề là đẩy vi sinh vật, đặc biệt là tận ở đường dưới ra ngoài. Cái thứ hai là tránh được hàng rào miễn dịch, có kháng thể đó nhưng mà kháng thể cũng chỉ tác dụng được một phần. Và thứ ba là tốc độ lây lan của virus là rất nhanh. Vậy thì đáp ứng của miễn dịch với RSV như thế nào? Chúng ta cũng thấy đáp ứng miễn dịch thứ nhất là dựa vào các chủng khác nhau này, các tế bào còn làm thụ thể là khác nhau thì sẽ cho các đáp ứng khác nhau. Như vậy thì chúng ta thấy với RSV thì sẽ phân làm hai loại RSVA, RSV, và trong cái glyco vừa rồi tôi cũng trình bày trên cái kháng nguyên G nó rất hay biến đổi. Vì vậy khi mà biến đổi thì nó tạo lên các độc lực khác nhau. Và thứ hai, ngay cả cơ thể của mình thì các tế bào nhiễm là khác nhau, ví dụ nhiễm từ đường hô trên, đường hô dưới, và mỗi một cơ thể có đáp ứng miễn dịch khác nhau, do vậy tạo lên những cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau. Vì bệnh cảnh lâm sàng khác nhau như thế nào thì trong phần tới thì Phó Sư Tú sẽ trình bày với các quý đồng nghiệp. Và vậy thì đáp ứng như thế nào, chúng ta chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất, đáp ứng lần đầu, có nghĩa là khi virus xâm nhập vào biểu mô hô hấp nó cũng kích hoạt giống như các virus thông thường, nhưng ở đây thôi người ta nghiên cứu rằng thấy rằng thời gian tồn tại cái kích hoạt miễn dịch nó không dài, thường nó chỉ là dưới khoảng 2 tháng. Chính vì vậy mà trẻ em có thể sau 2 tháng người ta lại nhiễm lại một cái chủng virus mới, hoặc là có sự thay đổi, có biến đổi một cái kháng nguyên gì đó. Còn ở đáp ứng lần sau thì nó có trí nhớ miễn dịch nó tốt hơn, nó thời gian bảo vệ được dài hơn, nhưng tuy nhiên thời gian bảo vệ là bao nhiêu lâu thì chưa có một cái công trình nào người ta chứng minh cụ thể cả. Và thứ hai, người ta thấy rằng miễn dịch này suy giảm rất nhanh theo thời gian, khác hẳn với sởi. Vừa nãy chúng ta cũng thấy sởi và RSV trong cùng một họ và cũng là cấu trúc một đoạn ARN, nhưng mà sởi cái tính đặc tính là biến đổi nó không nhiều, vì vậy chúng ta chỉ cần nhiễm một lần là cả cuộc đời chúng ta có kháng thể và chống lại cái nhiễm lần thứ hai. Nhưng RSV nó không thế, nó vẫn có, thứ nhất là có nhiều loại hơn và thứ hai nó dễ dàng biến đổi hơn 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 virus sởi, vì vậy có thể là mắc nhiều. Và cái thứ ba nữa là phần lớn người ta thấy rằng trường hợp tái nhiễm đấy chủ yếu là do biến đổi kháng nguyên ở cái kháng nguyên G của virus. Vậy thì có một hiện tượng nữa là sau khi nhiễm virus rồi thì các trẻ hay hoặc là người lớn, đặc biệt là người già, chúng ta thường thấy có sự đồng nhiễm của các vi khuẩn. Ví dụ như là ở trên bảng là chúng ta cũng thấy có vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn HI hoặc Mora, kể cả vi khuẩn E. coli cũng thế. Bởi vì bình thường những vi khuẩn này vẫn hiển diện một cách bình thường, đó là vi khuẩn cư trú bình thường. Nhưng trong điều kiện mà khi virus nó phá vỡ ở màng cái tế bào biểu mô rồi thì vi khuẩn này lúc đấy sẽ trở thành vi khuẩn gây bệnh và cơ hội. Do vậy nếu mà trong trường hợp chúng ta mà sử dụng, chúng ta chẩn đoán ở giai đoạn đầu tiên thì có lẽ vai trò ở đây chỉ là vai trò của virus, còn trừ trường hợp giai đoạn bội nhiễm lúc đấy thì vai trò của vi khuẩn là chính.
Về vi khuẩn sẽ là đồng nhiễm tiếp theo. Vậy thì một cái yếu tố đặt ra, vậy thì khí hậu có ảnh hưởng đến cái nhiễm RSV hay không? Đây là một cái nghiên cứu ở Thái Lan, người ta thấy rằng ở trên cái bốn cái hình ở đây, người ta thấy có một là lượng mưa, hai là độ ẩm, nhiệt độ rồi gió. Thì ở trong cái lượng mưa chúng ta thấy nó giờ gần như là tỷ lệ thuận giữa lượng mưa và cái tỷ lệ nhiễm RSV. Sau đó người ta kết luận rằng là tỷ lệ nhiễm RSV có liên quan đến cái lượng mưa. Vậy thì Việt Nam có liên quan đến cái lượng mưa hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu tại trong thành phố Hồ Chí Minh cũng Bắc, người ta thấy rằng tỷ lệ nhiễm RSV cao vào cái mùa mưa của người ta thì cũng thấy rằng có liên quan gì đó đến mùa mưa. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương như thế nào, thì Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng ta, đây là cái số liệu trong 2021, 2022 và một phần của 2023, thì mặc dù là không 2021, 2022 chúng ta cũng ảnh hưởng bởi cái dịch COVID, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng 2022, 2023 điều đấy rõ nhất, cũng có vẻ như mùa hè thì tỷ lệ nhiễm RSV của chúng ta cũng tăng lên. Cái phần tiếp theo, vậy thì vấn đề là lựa chọn xét nghiệm gì để chẩn đoán RSV với các đặc điểm mà của RSV như vậy, thì với cái lựa chọn xét nghiệm này chúng ta có rất nhiều cách thức để chúng ta lựa chọn để chẩn đoán. Thứ nhất là phương pháp chẩn đoán chúng ta chia làm hai loại. Một là chúng ta chẩn đoán trực tiếp, có nghĩa là nhìn thấy bản chất thực sự của nó, ví dụ như là kháng nguyên, chúng ta nhìn thấy kháng nguyên, hoặc là chúng ta nhìn thấy gen của virus hoặc đoạn gen của virus, hoặc chúng ta nhìn thấy tuyệt vời nhất là cái bản chất cái con đấy nó sống và nó phát triển. Tuy nhiên thì phương pháp chẩn đoán này thì chúng ta lại còn có, bên cạnh nó còn có phương pháp nữa có thể sử dụng cho một số trường hợp, đó là phương pháp gián tiếp. Nhưng như vừa rồi chúng ta thấy, vì virus hợp bào nó ở trong tế bào, và thứ hai nó hạn chế về vấn đề chẩn đoán. Do vậy với phương pháp gián tiếp người ta không sử dụng cho phương pháp virus hợp bào, mà người ta chỉ sử dụng ở đây là phương pháp chẩn đoán trực tiếp là vì vậy. Thứ nhất là để mà một cái phương pháp, chúng ta chọn cái phương pháp gì tại các phòng xét nghiệm, bao giờ chúng ta cũng phải liên quan đến ba yếu tố, cân nhắc ba yếu tố. Thứ nhất nó phải tốt, nhưng thứ hai nó phải nhanh, đặc biệt là với nhiễm khuẩn cộng đồng, và thứ ba nữa nếu nó càng rẻ thì càng tốt. Chính vì vậy mà ở ba yếu tố này thì cực kỳ khó khăn. Do vậy tùy từng đối tượng của các bệnh viện, ví dụ của chúng ta đấy là đối tượng bệnh nhân ngoại trú hay là đối tượng bệnh nhân nội trú, mà chúng ta sử dụng cái phương pháp cho nó phù hợp. Ở đây khi mà chúng ta sử dụng phương pháp phù hợp thì chúng ta sẽ giảm được cái việc sử dụng kháng sinh không hợp lý. Mà cái vấn đề quản lý kháng sinh là một vấn đề nổi trội mà tất cả các bệnh viện của chúng ta đều quan tâm. Và thứ hai là ngăn ngừa bùng phát trong bệnh viện, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện thì tất cả các bệnh viện rất là quan tâm đến vấn đề này. Vậy thì chúng ta khi mà nói đến xét nghiệm, chúng ta phải nói là các yếu tố gì ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm. Mình mong muốn có một xét nghiệm nhanh, xong muốn có một xét nghiệm chính xác, không chỉ xuất phát từ phòng xét nghiệm mà phải xuất phát từ tất cả các nhân viên y tế của chúng ta, bắt đầu bằng từ trước xét nghiệm, có nghĩa là bắt đầu bằng từ đối tượng của chúng ta, bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh phòng. Chúng ta cũng biết rằng phải thời điểm lấy mẫu nó cực kỳ quan trọng, bởi vì ở đây chúng ta sẽ phát hiện kháng nguyên hoặc chúng ta phát hiện axit nucleic. Vì vậy thường bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng với đến chúng ta thì người ta khuyến cáo rằng tốt nhất vẫn là lấy trong 4 ngày đầu, và nếu có chúng ta vẫn cố gắng làm thì không lên quá một tuần đầu tiên. Và thứ hai, lấy bệnh phẩm ở đây thì để ví dụ như bệnh nhân cộng đồng, chúng ta có thể lấy bệnh phẩm dễ dàng nhất là đấy là bệnh phẩm dịch tị hầu. Còn ví dụ như bệnh nhân nội trú trong trường hợp nặng, chúng ta có thể lấy dịch nội khí quản, nhưng người ta vẫn khuyến cáo trường hợp lấy bệnh dịch nội dịch dịch tị hầu thì nó tốt hơn. Và thứ hai nữa là dụng cụ lấy bệnh phẩm ở đây, chúng ta xem chúng ta sử dụng phải để, ở đây chúng ta phải sử dụng cái cán nhựa. Tăm bông thì nó có rất nhiều loại, tăm bông ở đây người ta gọi là flexible, có nghĩa là rất là mềm dẻo. Vì vậy chúng ta chọc vào dịch tị hầu thì cẩn thận không thủng của trẻ. Do vậy chúng ta phải sử dụng một cái loại tăm bông, đấy là tăm bông mềm và đàn hồi dành riêng cho dịch tị hầu. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng biết rằng ở bệnh phòng ngoài cái dịch tị hầu chúng ta còn lấy bệnh phẩm tăm bông của họng, hai cái đấy bản chất chúng ta phải khác nhau, bởi vì cái độ cứng của khác nhau. Ở bệnh phẩm họng đôi khi cái tác nhân của chúng ta tìm đây là bạch hầu, nó rất là dai, chúng ta phải cần cái cán cứng, nhưng dịch tị hầu thì chúng ta phải dùng với cái cán nhựa và mềm. Và cái thứ hai nữa, gửi mẫu càng sớm càng tốt đến phòng xét nghiệm, đặc biệt là trong quá trình chúng ta chẩn đoán và xác định bằng BCI. Trường hợp mà chúng ta ví dụ như ở những cái địa điểm xa quá, chúng ta phải cần cái môi trường vận chuyển để vận chuyển đến phòng xét nghiệm cho kết quả nó chính xác. Ngay tăm bông, kể cả một cái loại tăm bông tị hầu thì trong quá trình chúng ta cũng phải lưu ý. Hiện nay thì có rất nhiều tăm bông giống như cái bàn chải chúng ta đánh răng ấy, có những cái bàn chải rất là mềm mại và cái răng nó sâu, vì vậy chúng ta sẽ đánh được sạch, chúng ta sẽ lấy được nhiều. Nhưng có những cái tăm bông cái độ cái bề mặt răng của nó rất là ít. Vì vậy để chẩn đoán tất cả tác nhân đường hô hấp thì người ta khuyến cáo chúng ta lên lấy tăm bông mềm đàn hồi, nhưng cái bề mặt của nó cái răng phải sâu, vì vậy chúng ta mới lấy được bệnh phẩm. Còn trong trường hợp chúng ta lấy ít quá, nhất là chúng ta sợ bệnh nhân đau, có khi chúng ta chưa chắc đã quệt vào bệnh phẩm,
mà gửi một cái tăm bông có thể nhìn thấy dịch nhưng không đủ để phát hiện. Thế đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì người ta khuyến cáo không sử dụng bằng tăm bông gỗ. Tăm bông gỗ hay là tăm bông có calcium alginate, vì hai cái này nó có thể ức chế cái phản ứng, trong nhất là trong nuôi cấy và BCI thì người ta khuyến cáo chúng ta cũng không dùng. Cái vấn đề đấy là những cái vấn đề liên quan đến chất lượng xét nghiệm, thì mong rằng các bác sĩ, các điều dưỡng ở ở lâm sàng sẽ phối hợp cùng với cận lâm sàng để làm sao chúng ta ra một cái kết quả tốt nhất. Vậy thì xét nghiệm chúng ta sử dụng là xét nghiệm gì? Đầu tiên chúng ta sử dụng xét nghiệm và phát hiện kháng nguyên. Kháng nguyên thì chúng ta ở đây phát hiện cái kháng nguyên là nucleoprotein trong cái lớp ở cái phần hình tròn mà đứt quãng của virus, thì lúc nào nó cũng luôn luôn tồn tại. Thế thì với cái kháng nguyên thì người ta cũng khuyến cáo chúng ta là bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta lấy là phù hợp tốt nhất. Còn trong trường hợp, một số trường hợp ví dụ như virus khác, chúng ta chẩn đoán người mang có được không cũng được, nhưng tỷ lệ phát hiện nó sẽ không cao. Còn khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rồi thì cái tải lượng virus nó cao thì nó phù hợp hơn với chẩn đoán cho bệnh nhân có triệu chứng. Và ở đây chúng ta là phát hiện kháng nguyên, và có thể ngày nay chúng ta có thể phát hiện được đơn tác nhân. Ví dụ bác sĩ nghi ngờ trong một cái vụ dịch mà chúng ta biết chắc là vụ dịch này do RSV thì chúng ta chỉ cần là sử dụng đơn tác nhân thôi. Nhưng trong trường hợp là bác sĩ không chưa đợi chưa định hình đấy là tác nhân gì thì có thể ban đầu chúng ta sử dụng một cái test nhanh nhưng mà đa kháng nguyên. Và thứ hai nó có một cái nữa là chi phí nó cũng phù hợp, nhưng độ nhạy, độ đặc hiệu thì tùy thuộc theo từng loại test. Chúng ta cũng biết rồi, đây là một cái nghiên cứu của ở công bố trên Hiệp hội Vi sinh Hiệp hội Truyền nhiễm của Mỹ. Người ta thấy rằng có hai ở đây, thứ nhất là về cúm ở cái cột dọc là độ nhạy, và thứ hai độ đặc hiệu. Thì cái cúm của mỗi các hãng khác nhau trên thế giới thì có độ nhạy khác nhau, dao động từ 20 cho đến 90%. Và thứ hai, ngay cả RSV cũng vậy, thì độ nhạy nó có khả năng nó tập trung hơn một chút, là tầm khoảng độ 60-70% đến 90%, cho thấy vai trò quan trọng những cái chất lượng và chất lượng xét nghiệm phụ thuộc vào chất lượng của test như thế nào. Phần thứ hai nữa, ngoài xét nghiệm test nhanh theo công nghệ dòng chảy mà chúng ta hay quen gọi là test nhanh kháng nguyên đấy, thì có thứ hai là chúng ta phát hiện bằng cái miễn dịch huỳnh quang cho chúng ta nhuộm cái bệnh phẩm đấy với kháng thể đơn dòng. Thì cái phương pháp đấy nó có rất có ý nghĩa với trẻ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bởi vì nồng độ virus trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nó cao. Tuy nhiên thì thường ở các phòng xét nghiệm và các bệnh viện hiện nay chúng ta ít sử dụng, bởi vì thứ nhất là chúng ta phải cần một cái kính hiển vi huỳnh quang, và thứ hai thì cũng sử dụng huỳnh quang nên nó cũng độc, mà ở các phòng xét nghiệm hiện nay thì cái diện tích nó cũng vừa phải. Do vậy là hầu hết thì các bệnh viện mà ở bệnh viện vừa phải thì chúng ta không sử dụng phương pháp này. Phương pháp phát hiện kháng nguyên tiếp là chúng ta phát hiện axit nucleic, hay chúng ta quen gọi là sinh học phân tử hay BCI cũng vậy. Thì cái này phát hiện ngay từ ngày đầu của bệnh, có thể ngày đầu tiên của bệnh chúng ta cũng phát hiện được vì tải lượng virus thấp. Và thứ hai, cũng có thể phát hiện được đơn tác nhân hoặc phát hiện được đa tác nhân, và có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Với RSV thì sinh học phân tử rất tốt, bởi vì RSV là một vi sinh mà không có dạng thường trú. Ví dụ như cúm, ví dụ RSV hoặc adenovirus bình thường trong cơ thể chúng ta không có. Nhưng cái phương pháp này chúng ta không sử dụng cho những vi khuẩn mà bình thường nó vẫn có. Ví dụ như HI, phế cầu hay Mora bình thường nó vẫn có. Do vậy là chúng ta khuyến cáo ngay trong cả cái trên màn hình là hai cái slide của những cái hãng mà người ta được chấp thuận thì chúng ta thường sử dụng cho những cái tác nhân bình thường mà không có, mà bây giờ nó xâm nhập vào thì nó biểu hiện là vi sinh vật gây bệnh. Vậy thì với phương pháp BCI người ta sử dụng, người ta phát hiện tác nhân gì, gen gì. Vừa rồi chúng ta thấy cái glycoprotein nó cực kỳ quan trọng, và thứ hai là kháng nguyên S nó một cái nó bám một cái nó xâm nhập, thì chính đấy là những cái đích đến để chúng ta phát hiện cái gen đấy. Ngoài ra có những cái sản phẩm người ta sử dụng các gen khác, ví dụ gen N hoặc N để làm sao cho quá trình tổng hợp protein, thì tùy từng nhà sản xuất người ta sử dụng các gen đích là khác nhau. Phương pháp cuối cùng là phương pháp nuôi cấy trên tế bào sống, có sử dụng không? Có, ngày nay người ta cũng sử dụng đúng. Ở cái hình ảnh mũi tên thì các quý vị cũng thấy là tự nhiên một cái tế bào trong quá trình sau 5 ngày nuôi cấy, các tế bào nó tụ tập với nhau, đấy chính là biểu hiện một cái đặc tính của virus hợp bào hấp, có thể là liên kết các tế bào sống với nhau và nó lây nhiễm từ tế bào này qua tế bào khác. Đây một cái hình ảnh sống động cho chúng ta thấy rằng tại sao người ta gọi đây là virus hợp bào. Thế thì trong cái bài mà trình bày vừa rồi của tôi thì tôi có ba cái kết luận. Kết luận thứ nhất là tác nhân RSV có receptor với biểu mô đường hô hấp, tuy nhiên thì nó có biểu mô đặc biệt hơn với biểu mô ở phế quản. Cái thứ hai là RSV gồm hai loại RSVA và RSVB, và nó rất hay thay đổi kháng nguyên ở glyco ở ở cái kháng nguyên G. Vì vậy mà đáp ứng miễn dịch của cơ thể với cái này chưa được bền vững, và nó hay bị bệnh nhân hay bị tái nhiễm. Cái thứ ba là phương pháp chẩn đoán trực tiếp là phổ biến, và hiện nay người ta sử dụng hai phương pháp chủ yếu, đó là kháng nguyên và phát hiện axit nucleic. Thì hai phương kháng nguyên này sử dụng trong trường hợp nào thì tùy từng hợp bác sĩ lâm sàng chọn chỉ định cho phù hợp với bệnh nhân của mình. Và trình bày của tôi đến đây là hết. Tôi xin cảm ơn sự quý lắng nghe của quý vị.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Ngọc cũng cho chúng ta một cái bài rất là rõ rệt, và các bạn thấy một cái cấu trúc của con virus cũng như là cái cách phát hiện những cái kháng nguyên của virus này và nhiều cái cách sử dụng khác, nhưng mà ứng dụng trên lâm sàng thì làm thế nào đó để chúng ta nhanh mà phục vụ trực tiếp cho bệnh nhân để có thể giảm bớt được những cái liệu trình kháng sinh. Thế tuy nhiên để giảm gánh nặng được hơn nữa thì chúng ta sau đây xu hướng thì có thể là liên quan đến cả cái vaccine, và trong một vài năm tới thì có thể vaccine sẽ về Việt Nam, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục có được những cái chương trình để mà phổ biến cái vaccine này để giảm bớt cái gánh nặng bệnh tật cho trẻ em. Nhưng còn trước mắt thì cố gắng làm thế nào đó để chúng ta khám vừa phát hiện lâm sàng nhưng đồng thời là có cái chỉ định để mà xác định đúng được rằng là virus là bào hô hấp, để có cái kế hoạch điều trị cho mỗi bệnh nhân tốt nhất. Thế và tiếp theo thì cái kế hoạch điều trị và cái cách thức phát hiện nào thì xin mời Phó sư Trần Thanh Tú sẽ trình bày một cái chủ đề là cập nhật chẩn đoán và điều trị virus là bào hô hấp. Xin mời Phó sư Trần Thanh Tú. Vâng, xin chào và giáo sư chủ tịch chủ tọa buổi hội thảo hôm nay cùng với cả các bạn đồng nghiệp. Thực ra thì chị Ngọc đã trình bày một cái bài nó rất là hay và tôi nghe hay quá. Tí nữa thì tôi quên hết là tôi đã định sẽ chị trình bày cái gì ở đây ạ. Và những cái phần gì mà chị Ngọc đã trình bày thì chắc chắn là tôi sẽ không nói lại, bởi vì tôi nói chắc không hay mà chị Ngọc cái phần đó. Đó là những phần liên quan đến vi sinh. Trong cái bài soạn của tôi thì gồm có 5 phần là dịch tễ, virus học, sinh bệnh học và miễn dịch bệnh học của bệnh do RSV gây nên, cũng như là điều trị và dự phòng. Thì các bạn thấy cũng như chị Ngọc đã nói, hoặc là như bài báo cáo trước, thì các bạn thấy là virus RSV thì đã được phát hiện từ những năm 1956, và như chúng ta, những bác sĩ nhi khoa chỉ sẽ thấy là hàng năm thì nó có khoảng 33 triệu cái đợt lượt mà viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp trên và dưới ở trẻ dưới 5 tuổi, và cái này nó đã gây nên một cái tỷ lệ tử vong rất là lớn. Và chúng ta thấy là cái nhu cầu để xác định cái dịch tễ đã trở nên thành một vấn đề rất là quan trọng, trong khi mà các cái dòng vaccine cũng như là các kháng thể đơn dòng người ta đang tiếp cận để làm sao để làm giảm bớt đi cái việc nhiễm cũng như là mắc bệnh với RSV. Việc chẩn đoán sớm thì sẽ làm giảm cái thời gian nằm viện, giảm thời gian sử dụng kháng sinh, và từ đó sẽ làm giảm cái chi phí điều trị. Và người ta nhận một cái nghiên cứu ở 27 nước thì người ta thấy là cái tỷ lệ nhiễm ở các nước thì có thể là khác nhau, nhưng nó lại ít thay đổi theo mùa. Và ở Nam Bán Cầu thì người ta thường hay thấy vào tháng 3 và tháng 6, ở Bắc Bán Cầu thì thường thấy vào tháng 9 đến tháng 12. Và hầu hết thì mỗi đợt này nó sẽ kéo dài trong khoảng 5 đến 6 tháng. Các nước gần xích đạo thì mùa RSV lưu hành là khoảng 10 tháng 10 trong trong năm. Thực ra thì năm 21 hay 22 thì chúng ta thấy có một sự thay đổi về RSV xuất hiện vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên là những cái tổng kết của trước năm 19 20 thì chúng ta thấy là thường tổng kết vào khoảng từ tháng 9, tháng 10 cho đến tháng 4 sang năm, có nghĩa là qua mùa đông xuân. Và cái nhóm virus RSV mà chúng ta hay gặp đấy là tuyếp A, như vừa rồi bác sĩ Ngọc đã trình bày. Và một cái đại dịch COVID đã diễn ra và đã trải qua làm cho chúng ta thấy là gì ạ? Nó cũng có một cái ảnh hưởng gì đó, bởi vì RSV cũng lây bệnh theo một cái cơ chế gần giống như SARS-CoV, đó là nó lây qua các cái giọt bắn. Và vì vậy thì cái đại dịch COVID đưa ra những cái chiến lược không phải chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu, về chiến lược là gì ạ? Ngăn chặn, cô lập, rồi rất nhiều chiến lược để làm sao để tránh cái virus lây lan. Và một trong những cái khẩu trang đeo của các bạn như bây giờ rất nhiều bạn trong hội trường chúng ta vẫn đeo, đấy cũng là một để tránh những cái hiện tượng là cái RSV lây theo giọt bắn. Và sau giai đoạn gia tăng thì bao giờ người ta cũng thấy là một cái giai đoạn, và người ta thấy là gì ạ, năm 2020 và 2021 khi mà SARS-CoV xảy ra thì cũng là thời điểm mà RSV hạ xuống thấp nhất ạ. Và sau đó thì cái tính thời vụ sau khi nhiễm RSV thì cho đến cuối năm 21 và đầu năm 22 thì đúng là nó có sự bùng nổ và nó có sự thay đổi, chúng ta sẽ thấy RSV vào tháng 5, tháng 6 và rất là nhiều ạ. Về phần cấu trúc của RSV cũng như là các cái cách gây bệnh thì bác sĩ Ngọc đã trình bày. Về đường lây truyền thì RSV lây qua giọt bắn và tồn tại, bởi vì cái thời gian nó có thể tồn tại ở trên ở ngoài cơ thể là từ 30 phút cho đến 5 6 giờ như vậy, thì cái khả năng mà để có thể lây nhiễm từ người nọ sang người kia là vô cùng lớn á. Và cái thời gian ủ bệnh là khoảng từ 3 đến 4 ngày, và hơn nữa thì virus lại còn có thể tồn tại trong cơ thể khá lâu, từ 1 đến 4 tuần. Vậy thì cái việc mà chẩn đoán RSV làm sao để có thể chẩn đoán nhanh nhất, chính xác nhất, và chúng ta sẽ tách cái người nhiễm đấy ra khỏi cộng đồng để tránh sự lây lan, thì đấy là một trong những chiến lược để chẩn đoán và điều trị của RSV. Và chúng ta thấy rằng có hai cái test để trực tiếp mà chị Ngọc cũng đã nói là PCR và xét nghiệm kháng nguyên bằng test nhanh. Cái này thì nó lại cho một cái độ nhạy rất là cao,
Chắc là lát nữa tôi cũng hỏi chị Ngọc một chút là tại sao cái xét nghiệm kháng nguyên có độ nhạy cao thường thấy ở trên trẻ em thôi mà nó lại không thấy ở trên người lớn. Cái độ nhạy, độ đặc hiệu ở trên trẻ em thì tốt nhưng mà người lớn thì lại không, nó không rõ ràng. Về sinh lý bệnh học của RSV thì ủ bệnh khoảng từ 2 đến 8 ngày và lúc này thì virus sẽ nhân lên ở trong biểu mô hầu họng, sau đó thì lan xuống đường hô hấp dưới một đến 3 ngày sau khi nhiễm. Và với các biểu hiện đặc trưng của cái viêm tiểu phế quản do RSV là các cái biểu mô của đường hô hấp, như các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của virus xâm nhập vào và nó làm bong tróc, nó làm hoại tử các cái tế bào niêm mạc biểu mô đường hô hấp, các tế bào này bong ra vây tiết nhầy và làm cản trở các cái dòng chảy cũng như dòng khí trong các phế quản, tiểu phế quản và đặc biệt là những cái đường dẫn bé như tiểu phế quản và dẫn đến tắc. Vì vậy thì nó có cái đặc trưng của viêm tiểu phế quản đấy là cái việc là gì ạ, khi tắc thì nó sẽ dẫn đến một là căng phồng quá mức, hai là xẹp, bởi vì là một là không khí đi vào không đi ra, hai là không vào được trong đó thì nó sẽ gây xẹp, còn vào mà không ra được sẽ gây phồng và tắc vào trong đấy. Thế thì cùng xen kẽ với các vùng viêm phổi là cái vùng thâm nhiễm để và các cái khoảng lấp đầy phế nang gây đông đặc, và bệnh thì nó sẽ phục hồi sau 4 đến 8 tuần. Và vì vậy thì các bạn thấy rằng là gì ạ, sau nhiễm RSV thì đấy là một tình trạng khò khè kéo dài sau nhiễm RSV mà người ta nói có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng, từ 4 đến 8 tuần ạ. Chúng ta cũng đã biết rằng là trong cơ thể thì có một cái hệ thống miễn dịch dịch thể như là IgA, IgM, IgG thì nó có một cái vai trò để đáp ứng miễn dịch khi mà các cái tác nhân gây bệnh vào. Tuy nhiên là với RSV thì các cái miễn dịch dịch thể này có vai trò rất là ít, và các phản ứng qua miễn dịch trung gian của tế bào thì nó liên quan đến cái độ nặng và độ hồi phục của RSV. Việc tái nhiễm thì như các bạn biết là cái miễn dịch, cái kháng thể nó tồn tại ngắn cho nên là nó cái khả năng về bảo vệ thấp, và vì vậy thì nó có thể bị mắc lại, và tuy nhiên là lần sau thì cũng có thể thấp hơn lần trước. Đối với RSV thì các bạn sẽ biết rằng là gì ạ, một số các cái yếu tố mà có thể làm cho trẻ dễ bị nhiễm RSV hơn, thứ nhất là trong những gia đình mà có những trẻ bé mà có lẫn với cả các anh em lớn, bởi vì chính những em bé lớn này sẽ là người mang các cái virus về cho các bé. Tiếp theo là những trẻ mà sinh vào gần với mùa RSV thì nó sẽ có nguy cơ là nhiễm nhiều hơn. Trẻ trai thì được ưu tiên hơn trẻ gái ạ. Và những trẻ bé cân, những trẻ dưới 6 tháng và cái môi trường mà có ô nhiễm, sống cùng với người có hút thuốc thì sẽ có nguy cơ là nhiễm RSV cao hơn. Bên cạnh đấy thì có những cái yếu tố sẽ làm tăng cái độ nặng của RSV lên ở trên những trường hợp những bệnh có bệnh mãn tính, các bệnh bẩm sinh như là tim bẩm sinh, bệnh Down rồi bại não, rồi các bệnh mãn tính như là các bệnh suy giảm miễn dịch rồi sinh non. Đấy là những cái yếu tố làm cho cái RSV có thể nặng lên. Tuy nhiên là người ta thấy rằng là gì ạ, 85% thì trẻ mà có sơ sinh nhập viện với tình trạng là viêm tiểu phế quản do RSV thì không có bất kỳ một yếu tố nguy cơ nào cả. Có nghĩa là nó vẫn vô cùng là phổ biến và có thể gặp ở bất kỳ trường hợp nào. Với cái nhiễm trùng hô hấp như thế này thì các bạn thấy là để chẩn đoán RSV thì không có khó ạ. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nó giống như một cái nhiễm virus thông thường. Lâm sàng em bé sẽ có sốt, ho, chảy mũi, khò khè, khó thở và nghe phổi có ran rít. Tôi nghĩ là chắc là tất cả chúng ta ở trong hội chẩn này ai cũng có thể hiểu được cái việc đó, đúng không ạ? Bên cạnh đó là một cái yếu tố dịch tễ, đây cũng là một trong những cái mà chúng ta sẽ phải rất lưu tâm khi mà chẩn đoán. Với những nhóm trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 6 tuần tuổi thì cái tình trạng nhiễm RSV này sẽ nặng nề hơn, bởi do cấu trúc đường thở của trẻ khi sinh ra nó đang là cấu trúc gì ạ? Cấu trúc đường thở hẹp, ngắn và thành phế quản thủy dày, lòng phế quản thì là bị hẹp. Cho nên là gì, với cái bệnh sinh của nó như vậy cho nên nó rất hoàn toàn rất dễ bị bít tắc các đường thở lại, và vì vậy em bé có thể gây nên tình trạng ngừng thở. Và cái xét nghiệm ở trong những trường hợp này, ngoài cái test để có thể đánh giá được RSV thì người ta có thể làm các xét nghiệm bạch cầu CRP trong giai đoạn đầu thì thường là không tăng, nó thể hiện cùng cái nhiễm virus ạ. Và X-quang phổi ở giai đoạn đầu thì mình cũng sẽ thấy tình trạng là ứ khí cũng như là tăng động các khoảng kẽ và có thể xẹp phổi trong trường hợp mà bít tắc khi mà bệnh nhân có tình trạng nặng lên. Và với viêm tiểu phế quản thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ chia thành 3 mức độ. Thứ nhất là ở thể nhẹ thì bệnh nhân ở trong tình trạng thường là tỉnh táo, không có ảnh hưởng đến tình trạng thần kinh, trẻ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, vẫn bú được, môi hồng và độ bão hòa oxy là trên 92%. Với những trẻ này chúng ta sẽ điều trị tại nhà. Một trong những cái mà rất quan tâm đến với các em bé điều trị tại nhà đấy là việc cho ăn các em bé như thế nào. Cung cấp cho em bé ngoài thức ăn dinh dưỡng thì chúng ta phải cung cấp rất đầy đủ cho em bé, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của bệnh.
Và một điểm quan trọng, vô cùng quan trọng với một em bé điều trị viêm tiểu phế quản ở nhà là các bác sĩ sẽ phải hướng dẫn các ông bố bà mẹ phát hiện ra những dấu hiệu nặng của em bé để đưa em bé đến viện khi mà có các dấu hiệu nặng. Thì đấy là chúng ta sẽ phải và nặng thì lên thì nó sẽ có biểu hiện như thế nào ạ? Thứ nhất là với thể trung bình thì em bé sẽ ăn kém, và đặc biệt là ở những trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ thấy là gì, những em bé sơ sinh ạ, các bạn, ngoài bú kém và thậm chí là em bé càng bé thì cái bú nó càng ảnh hưởng rất là rõ. Và với em bé sơ sinh thì các bà mẹ sẽ là những người có thể thấy được cái lực mút và ti của con nó sẽ giảm đi. Đấy là một trong những dấu hiệu mà cái tình trạng của cái suy thở của em bé đã nặng lên rồi. Tiếp theo đấy là những cái tình trạng nó nặng lên sẽ thể hiện ở mất nước, em bé có thể là có ảnh hưởng, em bé kích thích hoặc là ngủ lịm đi, và cái độ bão hòa oxy có thể thấp dưới 92%. Thì những trường hợp này sẽ em bé sẽ phải được điều trị tại bệnh viện, chúng ta sẽ phải cung cấp oxy, chúng ta sẽ phải cho trẻ cung cấp dinh dưỡng cũng như là bồi phụ nước và điện giải cho trẻ một cách đầy đủ. Trong những trường hợp nặng hơn của RSV, em bé sẽ có biểu hiện của cái tình trạng ngừng thở. Ngoài cái việc là giảm CO2, giảm oxy thì đấy là tình trạng tăng CO2 trong đường thở và làm em bé có các dấu hiệu khác như là vã mồ hôi, kích thích và có thể ngừng thở. Lúc này em bé cần phải điều trị bằng cái hỗ trợ hô hấp can thiệp, thở máy, kiểm tra khi máu có thể thở CPAP hoặc là thở máy. Em bé được cung cấp dịch truyền. Vậy điều trị của viêm tiểu phế quản ngoài các cái vấn đề và cung cấp oxy rồi là các cái nước điện giải hạ sốt thì chúng ta còn làm gì? Ở một số trường hợp các bạn thấy là mình có khí dung nhưng mà các nghiên cứu cho thấy rằng là không có tác dụng rõ ràng và không có chỉ định thường quy cho viêm tiểu phế quản. Với khí dung là như vậy. Và kháng sinh chúng ta chỉ sử dụng khi có biểu hiện bội nhiễm, có nghĩa khi có biểu hiện của nhiễm trùng bằng xét nghiệm, bằng X-quang, chúng ta thấy có biểu hiện nhiễm trùng thì lúc đó chúng ta mới sử dụng kháng sinh. Và khi bệnh nhân đặt nội khí quản hay thở máy thì chúng ta cũng cần phải cho kháng sinh chống bội nhiễm. Bên cạnh các cái triệu chứng của đường hô hấp thì người ta cũng thấy rằng ngoài gây bệnh ở đường hô hấp thì RSV cũng có thể gây bệnh ở các cái hệ thống ngoài cơ quan hô hấp, đó là hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn, gan, nội tiết và cái hệ thống da và niêm mạc. Với hệ thống tim mạch thì đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng là nó RSV có thể gây nên cái tình trạng là cơ nhịp nhanh kịch phát trên thất hoặc là gây nên những cái tình trạng của viêm cơ tim có thể xảy ra sau nhiễm RSV. Với hệ thống thần kinh thì tình trạng ngưng thở trung ương hoặc là co giật, hôn mê, những cái khó ăn khó nuốt bất thường về trương lực hoặc là có thể có lắc mắt. Một số các cái nguyên nhân gây co giật ở trẻ nhiễm RSV đó là do tình trạng hạ natri máu và có thể có bất thường ở trên dịch não tủy và điện não đồ. Người ta cũng có nói đến một cái tình trạng là bệnh não có liên quan đến RSV, được định nghĩa là những cái triệu chứng thần kinh sau khi mà nhiễm RSV, chẳng hạn như co giật, trạng thái động kinh, rối loạn ý thức, do viêm não hoặc là bệnh não để lại di chứng và thậm chí là tử vong trong những trường hợp nặng. Và một cái báo cáo của Nhật Bản thì cho thấy rằng là RSV là nguyên nhân thứ tư gây ra bệnh não gan. Với hệ thống thần kinh cũng như vậy ạ, được ta phân tích nó sẽ ảnh hưởng của cái tình trạng mà ngoài cái tác động trực tiếp đến hệ thống thần kinh thì nó là tác động của vấn đề giảm oxy. Với hệ thống nội tiết thì người ta thấy rằng RSV có thể làm tăng đẻ tiết ADH, làm giảm nồng độ natri huyết thanh. Và theo nghiên cứu của Tasker năm 2024 thì trẻ nhiễm RSV thở máy có nồng độ tăng trưởng và prolactin cao hơn với nồng độ mức độ leptin và cái yếu tố tăng trưởng giống như là insulin. Với bệnh lý gan mật thì nó có thể làm tăng các men gan cũng như là và các đỉnh men gan tăng lên thường ở ngày thứ hai đến ngày thứ tư sau khi nhập viện và tỷ lệ viêm gan là 80% ở những trẻ mà có tim bẩm sinh kèm theo. Vậy thì với những cái triệu chứng nghi ngờ là sốt, ho, khò khè, thở nhanh thì chúng ta sẽ cần thiết phải làm một cái test nhanh và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ để chẩn đoán có nhiễm RSV hay không. Và bên cạnh đó thì X-quang tim phổi có đưa lại cho chúng ta được cái giá trị xem mức độ tổn thương của phổi như thế nào để có thể điều chỉnh cái liệu trình điều trị của chúng ta. Và điều trị thì có điều trị tại nhà đối với những trường hợp nhẹ. Chúng ta có thể là ăn uống đầy đủ và giảm các cái thông thoáng đường thở bằng các cái rửa mũi cho trẻ, hạ sốt, các thuốc giảm ho. Quan trọng nhất là phát hiện các dấu hiệu nặng như tôi đã nói. Những dấu hiệu như thở rên, cánh mũi phập phồng hoặc là cái độ ăn, mức độ ăn của trẻ giảm. Đặc biệt là trẻ, những trẻ nhỏ thì sẽ không có nước ra tiểu trong vòng 12 tiếng. Với điều trị tại bệnh viện thì chúng ta sẽ thông thoáng đường thở, cung cấp oxy cho em bé và trong những trường hợp mà em bé không tự thở được thì chúng ta sẽ phải hỗ trợ bằng các phương pháp thở xâm lấn, ăn qua sông để bù dịch ạ.
Về điều trị thì cân nhắc trong hai trường hợp, đó là viêm tiểu phế quản nặng thì điều trị tại phòng cấp cứu, còn trong trường hợp viêm tiểu phế quản tái diễn và có đáp ứng với thuốc giãn phế quản thì chủ yếu là dưới dạng khí dung. Thì cái này sẽ... Các nghiên cứu tổng quan cho thấy rằng cái thuốc giãn phế quản thì có thể mang lại cái sự cải thiện ngắn hạn nhưng mà không ảnh hưởng đến kết quả chung đối với những trường hợp viêm tiểu phế quản tái diễn ạ. Và giãn phế quản giãn khí dung thì tốt hơn là thường thường sử dụng hơn là đường uống. Về corticoid thì có sử dụng không ạ? Người ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Không có những cái lợi ích khi sử dụng corticoid trong điều trị viêm tiểu phế quản RSV. Một cái phương pháp khác mà một số được các đơn vị cũng đang được gọi là áp dụng đấy là khí dung với nước muối ưu trương thì cái cơ chế thực sự chưa rõ ràng. Mặc dù cái giả thiết của nó được đưa ra là khi mà sử dụng các cái nước muối ưu trương đấy thì nó sẽ làm tăng thẩm thấu nước vào cái màng nhầy, làm tăng lỏng lên và cải thiện cái sức thanh thải của cái lớp màng nhầy và làm cho tạo điều kiện để có thể tống cái khả năng tống các cái dịch này dịch tiết ra khỏi đường hô hấp một cách nó dễ dàng hơn. Các thuốc để có thể khí dung là ribavirin thì nó là một nucleotide tổng hợp gần giống như cấu trúc của guanosine. Thì cái này nó được chấp nhận cho sử dụng và từ y tế từ năm 1986 và nó nằm trong danh sách thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới. Với cái khí dung này thì FDA đã đưa ra được cái vào năm 2002 đưa ra cái guideline để điều trị nhiễm trùng hợp bào hô hấp bằng cái khí dung với cái liều ngắt khí dung ngắt quãng là 2 gram ribavirin một lần và liên tục trong 2 giờ mỗi 8 giờ tổng liều của nó là 6 gram trong một ngày. Tuy nhiên rằng là để có thể sử dụng cái rung ribavirin thì chúng ta phải sử dụng một cái máy chuyên biệt để tạo nên một cái hạt nó kích thước nó phù hợp để có thể đi sâu vào trong các phế nang. Và vì vậy thì bên cạnh đó thì cái việc khí dung này nó cũng có ảnh hưởng đến cái người nhân viên y tế mà cho bệnh nhân khí dung. Và vì vậy người ta cũng nói rằng các cái nhân viên y tế khi sử dụng cái này thì phải chú ý đến động tác phòng hộ. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ribavirin thì nó làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng như là giảm thời gian thở máy và điều trị oxy. Năm 2004 thì người ta thấy rằng là đối với cả so sánh giữa ribavirin với giả dược ở trẻ sơ sinh thì cái nghiên cứu này cũng cho thấy là nó chưa có cái đủ độ tin cậy để đưa vào sử dụng mức thường quy. Chính vì vậy thì bên cạnh đó thì cái thuốc này cũng khá là đắt tiền và nó cũng cần những cái dụng cụ chuyên biệt. Và vì vậy thì người ta sẽ cứ chú lại là ribavirin sẽ chỉ định trong trường hợp là nhiễm RSV ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng thì người ta sẽ sử dụng nhóm này. Với các điều trị khác thì chúng ta có thấy là có IVIG hoặc là palivizumab thì cái hiệu quả cũng chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Kháng sinh thì sẽ chỉ sử dụng trong các cái trường hợp mà đồng nhiễm. Liệu pháp hô hấp thì thực ra thì những năm mà chắc là cái thời tôi với anh giáo sư Điển đi học ở bên Pháp những năm 2000 hơn 2000 thì cái vật lý trị liệu đối với viêm tiểu phế quản nó sẽ rất là rộng nhưng mà cho đến nay thì người ta thấy rằng là nó cũng không có sự khác biệt và hiện tại thì Mỹ thì không không có áp dụng cái này nhiều chủ yếu là ở Pháp ạ. Một cái vai trò nữa là của probiotic và RSV thì người ta có thấy là probiotic để có thể bảo vệ chống lại sự lây nhiễm của RSV bằng cách điều chỉnh cái trục vi sinh phế nang và đại thực bào các cái hệ vi sinh của đường ruột cũng có liên quan chặt chẽ đến cái miễn dịch và kháng virus ở phổi và những cái nghiên cứu một số cái nghiên cứu gần đây của chúng tôi cũng có thấy là khi mà sử dụng các cái bào tử lợi khuẩn thì đường hô hấp xịt thì có làm giảm được cái thời gian mà bệnh nhân nằm viện khi nhiễm RSV và nó có tác dụng hỗ trợ trong cái điều trị phòng ngừa cũng như là dự phòng của viêm nhiễm đường hô hấp. Về dự phòng đặc hiệu thì năm 2023 thì FDA đã đưa vào duyệt vaccine phòng dự phòng RSV của GSK cho người trên 60 tuổi đang sử dụng cho người già. Thế còn với các cái tương lai thì các cái vaccine cho RSV khác sẽ được cấp phép và sử dụng rộng rãi. Trong đó sẽ có cái vaccine RSV cho phụ nữ có thai. Bởi vì lúc nãy chúng ta có nói là trong vòng 6 tháng đầu tiên thì em bé sơ sinh rất hay bị cái nhiễm RSV và thường nặng. Tuy nhiên là bà mẹ khi mang thai thì không có kháng thể kháng RSV và vì vậy thì khả năng truyền qua giao thai không có và cái vaccine của hãng cũng sẽ có thể là sử dụng cho bà mẹ có thai. Cái việc dự phòng đặc hiệu thì chúng ta còn có gamma globulin đa dòng thì nó tiêm tĩnh mạch có hiệu giá kháng thể trung hòa chống lại cái RSV này cao. Tuy nhiên rằng là các chế phẩm này thì nó lại có hạn chế bởi vì nó có thể gây ra quá tải dịch và ảnh hưởng đến cái lịch tiêm chủng.
thì người ta đã tạo ra một cái miễn dịch chủ động tốt hơn, là tạo ra những cái sự phát triển của các cái kháng thể đơn dòng có hoạt tính trung hòa cao hơn nhưng không gây quá tải dịch và nó cũng không làm ảnh hưởng đến cái lịch tiêm chủng. Và vì vậy thì những cái kháng thể đơn dòng này người ta cũng sẽ lại tập trung cho cái nhóm đích, đấy là các cái nhóm trẻ sơ sinh mà sinh non hoặc bệnh nhân mắc cái bệnh phổi mãn tính khi sinh non. Những bệnh nhân mắc tiêm bẩm sinh thì người ta sẽ cho tiêm thêm nhóm vaccine này. Và hầu hết thì các cái vaccine để kháng cái RSV này thì đều có thể kháng trực tiếp lại chống lại các cái protein F. Và dự phòng đặc hiệu thì người ta thấy rằng trong cái kháng thể đơn dòng thì nó có các cái dòng vaccine như thế này. Tuy nhiên là với tất cả kháng thể đơn dòng và mình sẽ thấy có thời gian bán hủy tiêu chuẩn và kháng hủy có thời gian bán hủy kéo dài thì người ta nhìn thấy là có palivizumab là hiện tại đã được đưa vào cho cái nhóm trẻ sơ sinh có nguy cơ cao, nó sẽ làm giảm 50% cái tỷ lệ mà bệnh nhân có phải nhập viện. Thì đây là một cái vaccine mà cái kháng thể đơn dòng được sản xuất bởi công nghệ DNA tái tổ hợp và có cơ chế gắn với cái protein glycoprotein bề mặt F của RSV và nó trực tiếp làm trung hòa được virus và ngăn chặn virus xâm nhập vào trong tế bào. Và FDA thì đã được phê duyệt cái vaccine này, thì đã kháng thể đơn dòng này đã được sử dụng cho y tế vào năm được phê duyệt từ năm 1998. Và nó sẽ làm cho giảm cái tỷ lệ nhập viện do RSV cũng như là cái chi phí thì nó bị thực ra thì để có thể sử dụng thì dẫu sao những cái kháng thể đơn dòng này nó cũng là những cái mà thuốc cũng khá là vẫn đang còn rất là đắt. Thế cho nên là người ta cũng sẽ phải cân nhắc giữa cái việc là cái lợi điểm cũng như là các cái khả năng chi trả. Vì vậy thì người ta sẽ quyết định khi mà đánh giá cái lợi ích của nó làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong tùy theo cái nhóm nguy cơ và thường sử dụng cho nhóm nguy cơ nặng thôi. Cái chi phí thì cũng khá là quan trọng và cái khó khăn về quản lý về điều trị dự phòng cũng như là cái mức độ và trong cái mùa dịch mình có sử dụng hay không. Và vì vậy thì người ta sẽ ưu tiên cho các nhóm, thứ nhất là nhóm loạn sản phổi gặp ở trẻ, những trẻ mà dưới 12 tháng tuổi có cái loạn sản phổi và cần điều trị y tế thì mình sẽ sử dụng để tránh cái tình trạng nhiễm. Với những trường hợp mà sinh non không loạn sản phổi thì nó phụ thuộc vào mức độ sinh non là cái trẻ mà dưới 28 tuần hay là trên 28 tuần thì mình sẽ quyết định là có thể sử dụng cái kháng thể đơn dòng này hay không. Với những cái nhóm mà bệnh nhân mà tiêm bẩm sinh ở trẻ dưới 12 tháng tuổi mà tiêm bẩm sinh có tím thì đang dùng thuốc để kiểm soát tim và chờ phẫu thuật để tránh cái trường hợp nhiễm RSV có thể làm lùi lại cái thời gian phẫu thuật ảnh hưởng đến bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng thế này. Và những trường hợp như bệnh nhân có rối loạn thần kinh cơ, bệnh nhân dị dạng phổi hoặc là những cái bệnh nhân sơ nang suy giảm miễn dịch thì chúng ta cũng có thể có chỉ định với cái liều lượng là 15 mg trong tiêm tiêm bắp mỗi tháng một lần và nhân với 5 lần và khoảng cách tối đa giữa các liều là 35 ngày. Một cái kháng thể một cái tái tổ hợp thứ hai đấy là mutazilulab, cái này thì tôi nói nhanh bởi vì cái này cũng đã được sử dụng nhưng mà nó gặp những cái dị ứng phản ứng quá mẫn trên da nhiều cho nên đến năm 2010 thì FDA đã quyết định lại dừng lại cái món này. Và một cái kháng thể đơn dòng hiện nay sắp được phê duyệt thì có nirsevimab. Thì nirsevimab đã được phê duyệt ở thị trường EU vào năm 2022 và nó có thời gian bán hủy dài và hoạt động trung hòa mạnh hơn palivizumab. Và một cái nghiên cứu ngẫu nhiên thử nghiệm đa trung tâm cho thấy được cái hiệu quả khá tốt của cái kháng thể đơn dòng này khi mà sử dụng cho trẻ sơ sinh. Và dự kiến là năm 2026 thì công ty dược phẩm Sanofi sẽ đưa cái sản phẩm này vào Việt Nam, về thị trường Việt Nam. Với toàn bộ phần trình bày trên đây thì chúng tôi có đưa ra cái phần cuối cùng đấy là RSV nó vẫn là một căn nguyên phổ biến gây viện gây bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em trên toàn thế giới. Việc chẩn đoán thì thực sự là không quá khó khăn. Việc điều trị thì dựa vào phân loại viêm tiểu phế quản nặng, trung bình và nhẹ. Cái việc không khuyến cáo trong cái này thì chúng ta không khuyến cáo sử dụng thường quy các thuốc giãn phế quản, nước muối ưu chuông và ribavirin, cũng không có chỉ định corticoid cho tất cả các bệnh nhân viêm tiểu phế quản. Điều trị dự phòng kháng thể đơn dòng sẽ dành cho nhóm yếu tố có nguy cơ và trong những nguy cơ mắc bệnh nguy cơ bệnh mãn tính và trong đầu mùa dục để đầu mùa dịch để có kết quả khả quan. Tuy nhiên là giá thành điều trị còn khá là cao. Vaccine RSV thì vẫn đang còn tiếp tục nghiên cứu và
một cái kết luận cuối cùng của tôi là RSV thì làm sao ạ? Chúng ta cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm để có thể làm giảm đi cái chi phí điều trị, cũng như là nếu như cái chiến dịch phòng ngừa được sớm thì nó sẽ giảm bớt được cái nguy cơ nhập viện cho bệnh nhân. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Trần Thanh Tú, cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Ngọc. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sang cái phần thảo luận. Thì các câu hỏi các bạn có thể gửi đến chương trình cũng như là các bạn ở ngay trong hội trường, các bạn có thể đưa ra được những cái câu hỏi ở đây. Đấy, cái phần đầu tiên thì chúng ta thấy là cái vi sinh, thì cái sự khác biệt đấy và tóm lại cái sự khác biệt là gì thì các bạn cũng có thể thảo luận thêm đấy, và tại sao nó tên là cái hợp bào hô hấp thì đây là những cái mà chính là cái sự khác biệt. Cái vấn đề thứ hai nữa là trong cái vi sinh đó thì chúng ta thấy rằng là các receptor của virus tiếp nhận ấy thì là chủ yếu chính là ở trong cái phần biểu mô phế quản. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại thấy phần trình bày lâm sàng của Phó Tú lại có thể ảnh hưởng đến cả các cơ quan khác ngoài hô hấp, thì cái này thì cũng là những cái câu hỏi mà các bạn có thể đưa ra. Thế rồi ngoài ra thì trong cái quá trình trong cái điều trị thì cái vấn đề về khí dung, rồi là các vấn đề về muối 9 phần nghìn, muối 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 ưu trương, thế rồi là các giải pháp liên quan đến cái phục hồi chức năng để làm thế nào đó để chúng ta giải phóng được những cái nút bít tắc nhầy ở trong các viêm các tiểu phế quản. Thì đây cũng là cái mà cũng có cái sự thay đổi rất là nhiều theo thời gian đấy, mà để mà chúng ta đưa ra được cái lựa chọn tốt nhất. Thế và cái lựa chọn trong cái điều trị chúng ta cá thể hóa khi mà chúng ta xem bệnh nhân, chúng ta tiếp cận bệnh nhân và chúng ta phân loại ra đâu là nhẹ, đâu là vừa, đâu là nặng và đâu là có yếu tố nguy cơ, thì từ đó thì đưa ra những cái kế hoạch điều trị cho mỗi một cái bệnh nhân đấy. Thế còn lại thì với cái phần cuối thì Phó sư Tú trình bày cũng khá nhiều về liên quan đến những cái kháng thể đơn dòng cũng như là kháng thể đa dòng để tiếp cận điều trị cho bệnh nhân đấy. Thì đây là một số những cái tóm tắt như vậy, thì xin mời các bạn là chúng ta có ý kiến. Thì đâu chẳng chịu khó anh là ngồi em. Cái chủ đề thì nghe RSV thì nó nghe nó khoa học hơn, nó chính xác hơn. Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là chính là cái viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đấy, để các bạn chú ý. Và với trẻ sơ sinh thì nó đôi khi nó không chỉ là cái viêm tiểu phế quản, mà nó có thể gây ra các tình trạng viêm phổi rất là trầm trọng và tình trạng nặng. Mời các anh chị và các bạn. Vâng, ở đây có các câu hỏi trên màn hình rồi. Cho em hỏi, đã gặp trường hợp nhiễm RSV kéo dài, cho em hỏi kinh nghiệm về mặt bệnh học và lâm sàng. Là mời Phó giáo sư Trần Thanh Tú sẽ trình bày câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai là ngoài bệnh phẩm dịch tị hầu thì mẫu đờm huyết họng có phát hiện được RSV không? Mời cô Ngọc. Câu thứ ba là khen các cô này, cô giảng rất hay và giọng nói rõ ràng, rành mạch truyền cảm hứng. Cô cho em hỏi, trên thị trường có nhiều que test nhanh dạng hộp và dạng đơn giống que test nhanh COVID hiện nay. Vậy giá trị những que test nhanh đó có chính xác không ạ? Độ nhạy và độ đặc hiệu là bao nhiêu phần trăm? Tuyến cơ sở của chúng em, bệnh nhân viêm phổi RSV dưới 2 tháng, chúng em vẫn dùng kháng sinh theo MICI. Cho em hỏi ở khác tỷ lệ dùng kháng sinh dưới 2 tháng RSV thì như thế nào? Đấy, thì mời các câu hỏi 1 và câu hỏi 4 thì cho Phó sư Tú, còn hai câu giữa thì cho cô Ngọc. Xin mời cô Ngọc trước ạ. Dạ. Vâng, trước tiên em cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển cho em được cơ hội được giao lưu với các đồng nghiệp, không phải chỉ ở đây mà ở tất cả các nơi, cũng mong muốn những cái buổi giao lưu này chúng ta có thể chia sẻ được nhiều thông tin hơn, rất là hữu ích cho đồng nghiệp. Thứ nhất thì em cũng xin trả lời câu hỏi đầu tiên là ngoài bệnh phẩm dịch tị hầu, mẫu đàm, mẫu huyết họng có phát hiện được RSV không? Như chúng ta đã biết là RSV gây bệnh thì đi sẽ theo đường hô hấp, đi từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới. Vì vậy thì tất cả mà cho trên cái mẫu bệnh phẩm đấy chúng ta đều có thể phát hiện được RSV. Tuy nhiên mẫu bệnh phẩm là tốt nhất, đấy chính là cái mục tiêu của chúng ta. Vì vậy thì thường ở đây người ta lấy với bệnh phẩm là dịch tị hầu, đôi khi có thể lấy dịch đường hô hấp dưới. Nhưng mà để tối ưu hóa cái sản phẩm như thế nào thì ở từng sản phẩm
khi mà mình dùng thì các em các quý đồng nghiệp cũng thấy là trong cái tờ gọi là tờ bucket insert, ở trong cái đó thì người ta sẽ cho đánh giá cho người ta, ở trong đánh giá đấy của mình họ cho bệnh phẩm này là tối ưu nhất. Ví dụ những cũng là dịch tị hầu đấy, nhưng mà chúng ta lấy dịch tăm bông hay là dịch rửa thì chúng ta dùng sản phẩm như thế nào thì chúng ta sẽ tuân thủ theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Nhưng tuy nhiên ở đây mình nói rõ như vừa rồi, có cái đường link, tất cả các slide của mình đều có đường link ở bên dưới, thì người ta cho rằng với dịch tị hầu với trẻ em là tốt. Câu hỏi thứ hai là que test nhanh dạng gộp dạng đơn hiện nay thì giống như cái slide vừa rồi mình chia sẻ, thì ở ngày nay thì người ta thấy rằng giống như chỗ phó giáo sư Tú cũng đã rất nhiều lần cũng đề xuất với mình là thôi, trong trường hợp mà những cái ca sau mà chúng ta đã biết rồi thì chúng ta chẳng làm gộp làm gì, nhưng những ca đầu mà chúng ta chưa biết chúng ta có thể dùng test gộp để hoặc PCI gộp, thì trường hợp đấy rất là tốt và chúng ta định hướng tác nhân gì thì lần sau chúng ta chỉ dùng đơn thôi, vừa đỡ tốn tiền cho bệnh nhân và thứ hai là chúng ta cũng cũng xác định được. Vậy thì trong trường hợp test nhanh chúng ta cũng có dạng gộp gộp như vừa rồi là gì, có thể cúm này, RSV, có thể là cúm gộp gộp ba, đó là SARS-CoV-2, RSV và cúm, trên thị trường chúng ta đều có cả. Và ở đây có chúng ta có hai dạng, một là dạng 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 que chọc và chọc, và thứ hai dạng cassette, thì tùy chủ trường chúng ta, nhưng cái đấy không quan trọng bằng cái quan trọng là chúng ta sẽ chọn cái test gì. Thì như vừa rồi trên cái slide mình cũng trình bày ở trên bảng và có đường link, thì ở trong cái hội truyền nhiễm của Mỹ người ta đã chứng minh rồi, cũng có rất nhiều sản phẩm ở đây, ví dụ như cúm có cái độ nhạy từ tầm thường dao động khoảng 20 đến 90%, và RSV thì nó quy tụ hơn tầm khoảng độ 60% đến 90%, do vậy mà buộc chúng ta phải phải xác nhận được. Vì như các bạn, nếu mà các phòng xét nghiệm đã từng ISO chúng ta cũng biết một cái tiêu chí bắt buộc, ví dụ như các sản phẩm thì bao giờ cũng nộp lên FDA hoặc CE, thì người ta phải chứng minh rằng người ta có độ lợi nhạy như thế này, độ đặc hiệu như thế này và các yếu tố như thế này thì ảnh hưởng đến người ta test như thế nào, cái đấy người ta gọi là validation. Và khi về các phòng xét nghiệm chúng ta sử dụng cái test đấy thì nhân lực của chúng ta khác, điều kiện của chúng ta khác, rồi tất cả mọi thứ của chúng ta khác thì nó ảnh hưởng đến tất cả như thế nào, thì chúng ta một cái tiêu chí bắt buộc chúng ta phải làm gọi là verification, hay chúng ta gọi nôm na là xác nhận phân pháp. Thì ở đấy Bộ Y tế cũng như là nếu phòng xét nghiệm nào ISO chúng thì chúng ta cũng đã biết. Và độ nhạy, độ đặc hiệu là bao nhiêu thì tùy từng cái hãng chúng ta đánh giá cái xác nhận, có thể người ta công bố 90-95%, nhưng mà tại phòng xét nghiệm của mình với điều kiện thực tế như thế nào thì cái đấy chúng ta phải đánh giá tại phòng xét nghiệm của mình, nhưng nhìn chung bao giờ nó cũng có chênh lệch khoảng độ 5-10% gì đó tùy theo từng hãng, có những cái loại hãng thì chênh lệch cao hơn. Và hai câu hỏi tiếp theo thì xin mời phó giáo sư Tú ạ. Câu hỏi này chắc là cũng không phải của các bạn trong hội trường. Thứ nhất là cái trường hợp mà nhiễm RSV, thực ra thì các bạn đã biết rồi, như trong phần trình bày tôi trình bày thì là RSV có thể tồn tại trong cơ thể từ 1 đến 4 tuần. Và như vậy thì gặp những cái điều kiện thuận lợi, và cái quá trình như các bạn biết là cái bệnh sinh của bệnh học của cái viêm tiểu phế quản là cái quá trình tổn thương và nó gây bong tróc và nó làm cái tình trạng mà nó hẹp đường thở, đường dẫn khí, dẫn đến tình trạng khò khè kéo dài. Và chúng tôi hôm trước thì giáo sư Điển cũng có nói đến cái vấn đề là mình theo dõi những cái bệnh nhân mà sau nhiễm RSV để xem là chính thức là nó sẽ kéo dài là bao nhiêu lâu. Thì hiện tại thì ở trung tâm quốc tế chúng tôi cũng đã bắt đầu đã có định hướng là những bệnh nhân ra viện của RSV thì chúng tôi sẽ hỏi điện thoại tất cả các thứ để xem là cái tình trạng khò khè kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là nó có thể kéo dài đến từ 4 đến 8 tuần tình trạng khò khè nhưng không có kèm theo bội nhiễm, thì chúng ta sẽ không điều trị kháng sinh. Và chủ yếu với những trường hợp này thì chúng ta cố gắng làm thế nào để làm lỏng cái dịch đường thở, và chúng ta sẽ cố gắng để cho tăng cường ho lên để em bé tống được cái dịch đờm ra khỏi đường thở đấy ạ. Và cái khò khè khi mà nó không có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà sinh hoạt của đứa trẻ thì chúng ta sẽ chấp nhận để cho nó khò khè. Với những cái trường hợp như thế này sau nhiễm RSV thì chúng ta sẽ không điều trị kéo dài. Thế còn cái câu hỏi thứ hai thì thực ra là với một cái viêm phổi ở trẻ dưới 2 tháng thông thường không phải do RSV thì nó cũng đã là một trong những cái viêm phổi nặng rồi ạ. Nếu như xếp theo IMCI hoặc là thậm chí là kể cả trong các bài giảng của viêm phổi thì với nhóm trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sơ sinh, viêm phổi sẽ được xếp vào nhóm viêm phổi nặng. Cái thứ hai các bạn cũng biết rằng là khi mà có nhiễm RSV, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh thì cái đường thở của nó rất là ngắn. Và kèm theo đấy là gì ạ? Cái lòng của cái phế quản, lòng phế quản và các tiểu phế quản thì rất là hẹp bởi vì cái thành của cái quản nó dày. Cho nên là cái khả năng để mà nó bít tắc đường thở rất là nhanh, và những bạn sơ sinh vào thì thường trong tình trạng rất là nặng. Và khi mà các cái bong tróc này ra thì cái tỷ lệ đồng nhiễm cũng lên rất là cao. Và vì vậy thì chắc cái này cũng xin ý kiến giáo sư Điền, bởi vì là với IMCI thì tôi cũng vẫn nghĩ là thống nhất là mình sẽ nên điều trị kháng sinh ở những trẻ mà có viêm phổi do RSV thì mình sẽ vẫn điều trị.
còn là loại gì thì kháng sinh gì thì chúng ta sẽ có thể bàn sau. Thế còn câu tiếp theo. Vâng ạ, thì trên lâm sàng, tôi xin trả lời câu tiếp theo là cái trên lâm sàng gặp tỷ lệ rất cao những ca phát hiện viêm tiểu phế quản mới khởi đầu 1-2 ngày nhưng kèm theo viêm tay giữa hình ảnh mù vàng, vậy trong những trường hợp kinh nghiệm điều trị kháng sinh. Vâng ạ, đây là hai vấn đề nó khác nhau. Thứ nhất là cái viêm tay giữa mà chúng ta đã được chẩn đoán trên lâm sàng và kèm theo các bạn có nội soi, các bạn có soi được cái dịch mủ, thì một cái nghiên cứu sáng nay thì nếu bạn nào đã giao ban vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng thấy là cũng cái nghiên cứu của chị Ngọc đã được nói thấy rằng là cái tỷ lệ mà viêm tay giữa do Haemophilus influenzae nó chiếm đến khoảng 99 một nửa đúng không ạ? Về một nửa, và cái tỷ lệ mà nó do virus do vi khuẩn HI mà nông cai đến 90 hơn 99%, thì và nó rất là may mắn thì nó đang còn nhạy cảm tốt với cả amoxicillin kết hợp với acid carbonate. Thế thì như vậy thì các bạn sẽ có thể điều trị cái kháng sinh này để điều trị cái viêm tay giữa, và những cái trường hợp này thì cái viêm tiểu phế quản thì chúng ta điều trị viêm tiểu phế quản. Cái này mục đích dùng kháng sinh đây là để điều trị viêm tay giữa, còn viêm tiểu phế quản thì chúng ta điều trị theo mức độ của viêm tiểu phế quản, có nghĩa là nặng, nhẹ và trung bình và nhẹ. Thì nếu mà nhẹ thì trong trường hợp này thì cái kháng sinh này đừng nghĩ là chúng tôi đang điều trị rồi về ạ. Bệnh nhân. Liệu pháp Vâng ạ, thì cái trường hợp này tôi cũng vừa mới trình bày ở trong các cái nghiên cứu, đúng là cái đợt mà năm chúng tôi đi sang Pháp là năm từ năm khoảng năm 2000 đến 2000 đến năm 2010, thì cái gọi là liệu pháp hô hấp được xếp là một trong những cái gọi là cái biện pháp để điều trị trẻ viêm tiểu phế quản. Ngoài các cái việc là gì ạ, cung cấp oxy rồi chế độ ăn, thì cái liệu pháp hô hấp người ta sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên trong một số các cái nghiên cứu tôi đọc ở đây vào những năm của những năm 18, 19, 20 gần đây, thì ở mặc dù là những cái năm đấy thì ở Pháp thì sử dụng rất nhiều cái liệu pháp hô hấp, nhưng ở Mỹ người ta vẫn cứ không công nhận và họ cũng sử dụng rất là ít. Còn đến năm 18, 19 thì những cái nghiên cứu gần đây nhất thì người ta cho thấy rằng là giữa cái việc sử dụng liệu pháp hô hấp và không liệu pháp hô hấp thì có giá trị, nó cũng không có sự khác biệt. Cái này thì thực ra thì với bệnh nhân mà viêm tiểu phế quản hiện tại như ở trung tâm thì chúng tôi chỉ trong những trường hợp người ta chỉ sử dụng đến liệu pháp hô hấp khi bệnh nhân không có khả năng tự đẩy đờm ra khỏi đường thở, có nghĩa là khi mà cái phản xạ ho của bệnh nhân quá kém, bệnh nhân khò khè rất nhiều nhưng mà cái phản xạ ho không đủ để bệnh nhân đẩy ra khỏi đường thở, thì lúc đấy chúng ta hỗ trợ bệnh nhân để đẩy đờm ra khỏi đường thở đó ạ. Vâng ạ, cái cơ chế hạ natri thì trong bài trình bày của tôi cũng đã nói đấy là nó tác động vào đến cái hệ thống hormone ạ. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Tú, cảm ơn Tiến sĩ Ngọc. Các câu hỏi của anh các chị đưa ra thì nó cũng rất là hợp lý, và với cái vấn đề cái mô hình của cái vi khuẩn ở tại đường hô hấp trên cũng như là ở các niêm mạc, thì trong giai đoạn đầu của viêm tiểu phế quản thì đúng là vai trò hàng đầu là của virus, và sau đó thì nó tổn thương cái biểu mô đấy, và nó tạo ra những cái nút nhầy bít tắc đấy, và ở trong các giai đoạn sau thì là cái vai trò vừa là vi khuẩn đồng thời là cái hậu quả. Ví dụ như các bạn mà thấy những cái bệnh nhân viêm tiểu phế quản mà điều trị mà chúng ta không cẩn thận thì ở giai đoạn sau chúng ta thấy cứ xẹt từng phần, xẹt từng thùy một, và nó gây ra những cái tình trạng khò khè nó rất là kéo dài. Thế và với cái đó thì chúng ta cũng phải rất là kỹ và trên từng cái đứa trẻ mà thôi, chứ đừng nghĩ cái đấy mà tích cực kháng sinh mạnh với các cái khác vào. Thế làm thế nào đó để cái đường thở nó thông thoáng thôi. Thì xin mời các bạn, chúng ta có thể ở trên hội trường, trên các câu hỏi của online chúng ta đã trả lời tương đối vì cái thời gian nó không có nhiều. Ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ ghi nhận tất cả những cái câu hỏi này để chúng ta có thể đưa vào trong và sẽ trả lời cho các bạn qua online. Xin mời các bạn trong hội trường cứ hỏi thêm những cái câu hỏi gì đó mà các bạn chưa thấy phù hợp, vì là hiện nay thì đúng thực sự là để mà làm cái test nhanh này thì cũng không phải không mấy bệnh viện làm, đúng không ạ? Đấy, và thực ra thì cũng phải rất là mạnh dạn ở trong cái tình hiện nay thì mua sắm đấu thầu để cho có thể có được hàng hóa. Chứ còn đâu các em thì cũng ở khi mà làm lâm sàng thì chủ yếu chính là tập trung vào khi mà thấy chúng ta thấy một đứa trẻ bú mẹ mà chúng ta thấy có cái khò khè và trong cái mùa dịch thì chúng ta nghĩ đấy là một cái nghiệm viêm tiểu phế quản do nguyên nhân của RSV thôi. Thế còn đâu để mà chính xác được
Có hay không thì chúng ta vẫn cứ phải làm cái test để mà chính xác. Nếu mà từ cái chính xác đấy thì chúng ta sẽ đưa ra cái liệu trình điều trị cho bệnh nhân, và đôi khi không cần kháng sinh bệnh nhân vẫn có thể khỏi. Thế còn nếu như các em mà không xác định được đấy chắc chắn là RSV thì chắc chắn là các em phải cho kháng sinh. Rất là lo lắng, bởi vì lo lắng cho bệnh nhân, vì nếu mà các cháu nó cái đáp ứng mà nó có mệt rồi là ở cái mức độ vừa mà thở nhanh rồi phổi nó đang ngáy răng rít đầy lên chẳng hạn ấy, thì chắc chắn là các bạn rất là lo ngại đúng không ạ, thì vẫn cứ phải cho điều trị kháng sinh thôi. Thế thì cái này thì để mà chính xác được thì chúng ta phải xác định được tình trạng bệnh, xác định được chẩn đoán, rồi xác định căn nguyên, rồi xác định được mức độ bệnh để chúng ta đưa ra cá thể hóa cho mỗi cái bệnh nhân. Vâng ạ, nếu như không có ý kiến gì thì các câu hỏi trên online thì chúng tôi sẽ ghi nhận. Thế còn trong hội trường thì các bạn rất là đồng thuận và vui vẻ với cái bài báo cáo đúng không ạ? Và thì chúng ta sẽ kết thúc buổi hội thảo hôm nay ở đây. Xin trân trọng cảm ơn đến công ty Abbott, nhãn hàng nhanh của xét nghiệm, và cảm ơn hai phó sư, và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia.